Chào các bạn, mình là Haru. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn top 5 thẻ bài lô có thể giúp Sakura đánh bại Sengoku. Thật ra đây chỉ là tưởng tượng của mình thôi, các bạn chỉ xem cho vui thôi nha. Đầu tiên, ở vị trí số 5, đó chính là thẻ bài đất. Thẻ bài bóng tối. Thẻ bài bóng tối có thể vẽ cong không gian và tạo ra bóng tối. Nó có thể cô lập và vô hiệu hóa tất cả những sinh vật không có phép thuật, mang sức mạnh của mặt trăng và ma thuật phương đông. Cho nên Sakura có thể dùng thẻ bài đất để nhốt Sengoku lại. Nếu đã bị sức mạnh bóng tối của đất giam cầm thì không có khả năng thoát ra. Điểm yếu, ma thuật của đất có thể không thể kéo dài mãi mãi. Cho nên đến khi đất suy yếu thì Sengoku sẽ thoát ra thôi. Ở vị trí số 4, thẻ bài Eraser, thẻ bài xóa bỏ. Có hình dạng của một chú hề trên tay cầm một chiếc khăn ma thuật. The Eraser có thể làm kẻ thù biến mất vĩnh viễn bằng cách trùm chiếc khăn ma thuật lên đối phương. Sakura có thể triệu hồi thẻ bài Eraser để xóa bỏ vĩnh viễn Sengoku. Nếu đã trúng đòn của chiếc khăn ma thuật của Eraser thì không thể phục sinh được. Điểm yếu, Sengoku có tốc độ rất lớn nên muốn trùm lên thì thật là khó quá đi. Ở vị trí số 3, đây có là sự kết hợp giữa thẻ bài The Mirror, chiếc gương, và thẻ bài The Void, giọng nói. Thẻ bài Mirror có thể biến thành bất kỳ người nào mà nó muốn, có thể giả dạng đó. Đây. Và tiếp theo, thẻ bài The Void có ma thuật lấy giọng nói của người nó thích và bắt chước. Cho nên Sakura sẽ dùng hai thẻ bài này để biến thành Chi-Chi, vợ của Sengoku, và bắt chước giọng nói như Chi-Chi, thì tới lúc đó không còn sợ Sengoku nữa đâu, ha ha. Tiếp theo, ở vị trí số 2, đó chính là thẻ bài Thời Gian, thẻ bài Time. Thẻ bài này là thẻ bài ma thuật tối cao về thời gian. Nó có thể ngưng động thời gian và tua lại. Nó có thể gọi là vị thần thời gian. Sakura có thể dùng thẻ bài này để làm bất động Sengoku. Dù Sengoku có mạnh đến mấy cũng không thể đấu lại được với thời gian. Nhưng điểm yếu duy nhất, sau khi làm Sengoku ngưng động thì phải làm gì tiếp theo đây? Chắc là chạy thôi. Tiếp theo, ở vị trí mạnh nhất, đó chính là thẻ bài Nothing. Đây là thẻ bài thứ 52 mà ngài Lodic tạo ra, nhưng chưa bao giờ sử dụng tới vì sức mạnh quá khủng khiếp. Nó có sức mạnh tổng hợp của tất cả 52 thẻ bài, cho nên Sengoku phải e dè đây. Sengoku và thẻ bài Nothing sẽ có một trận đấu kinh hoàng, kinh thiên động địa nhất trên thế gian này. Sẽ không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã xem